Generation Before. Thực sự ra thì đi Noel thì thấy chồng em thì nói chuyện á, thấy cũng thật lòng thì thấy cũng thật lòng thì nắm tay em thì em cũng cho nắm tay vậy. Luôn đầu tiên của tụi em là em còn nhớ chính xác luôn là 14 tháng 2 ngày Valentine 2004. Hôm đó là tụi em cũng có hẹn nhau đi chơi đồ bình thường, về á trước khi mà bạn vào nhà đó thì em xin hôn một cái. Lúc đó thì bạn im lặng, mà con gái thì im lặng là đồng ý mà, mình phải tấn công mạnh vô. Lúc đó thì em hung má, nhưng mà cái tình yêu của em lúc đó là gà bông mới đẹp lắm, nên là lúc mà hung má xong là về coi như là chằn chọc nguyên đêm, quay qua quay lại quay tới quay lui, nó cứ cái hình ảnh nó cứ tưởng tượng trong đầu mình chạy chậm giống như phim vậy đó. Lúc đó em cũng khó ngủ, hai đứa trằn qua trằn lại luôn, coi như lúc dạ, đó hung má xong là coi như là đã chấp nhận làm bạn gái em rồi, là phải tấn công nữa, tăng level lên. Cá độ cũng là do cá độ, cuộc tình cá độ. Cá độ sao? Là tại vì mấy bạn trong lớp thì cũng biết là hai đứa em là cũng thích nhau vậy á. Xong rồi cá độ kêu là giờ hai đứa hung môi khoảng một phút, cá 20 bịch bánh tráng với 50.000. 20 bịch bánh tráng? Dạ, là bao cho cả lớp á. Bắt đầu rồi cũng lượng lự. Cái mấy bạn kia thì nói là kệ, đâu có sao đâu, giờ mình ra giờ ra chơi, mình đóng cửa lại hết rồi, cả lớp mình ai cũng biết mà, đâu có ai biết đâu. Chơi luôn, không sợ gì hết. Tại vì cái thời đó giống như thời trẻ trâu. Dạ, 20 bịch bánh tráng. Thế là hai đứa cũng hôn, nhưng không mà luôn. Là bộ những phút che cái ấy á. Vậy là bữa đó mình thắng cuộc. Bữa đó là mình thắng cuộc đúng không? Thắng cuộc. Dạ. Trong lúc yêu nhau đó. Em xin được chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em sẽ tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Anh Trung, hôm nay thì 33 tuổi, em là MC tổ chức sự kiện và thông dịch viên nữa, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Liên, năm nay em được 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là nói cho sang là quản gia. Còn nói ấy là ô xin cho gia đình nhỏ. Mình làm quản lý đi cho nó sang hơn, dạ, quản gia nữa. Các em là có mấy bé rồi? Dạ, tụi em được 2 bé ạ. Bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Tụi em có một cái thanh xuân dành cho nhau hết. Năm 2002 là mới có đầu lớp 10 thôi, là hai tụi em đã học cùng lớp với nhau. Rồi em là bí thư trong lớp, còn bạn chỉ là gọi là thường dân, phó thường dân, mà gọi là dân đen á. Thì là bí thư em rất là năng nổ, phong trào mọi thứ trong lớp, nên em cá tính, còn bạn thì rất là trầm tính. Nói chung là tụi em là một trời một vực, nên là không có bao giờ mà liên lạc rồi nói chuyện với nhau, không làm bạn với nhau luôn. Đó, trải qua một cái sự kiện đó là biến cố của gia đình em, đó là ba em mất, bạn đến đầu tiên luôn. Thì lúc đó em rất là để ý và em rất là cảm động cảm về động. Một người bạn mà mình chưa có phải là bạn trong lớp mà bạn ấy đến đầu tiên khi mà nhà mình có biến cố như vậy. Lúc đó em có để ý bạn này không? Ở trong dạ, lớp? Lúc đó thì em không có để ý bạn này. Bạn này á, tại vì á, đầu tóc á, thì lúc nào cũng vuốt keo sửng hết á. Kiểu mình đẹp trai rồi làm bí thư rồi làm quang gì to đồ. Lắm. Dạ đúng quyền. Rồi. Nên hả, chảnh lắm, đi đâu có nhìn em đâu. Lúc đó em đen á, em xấu á. Đâu thèm nhìn, em cũng không có thèm nhìn bạn này đâu. Lúc mà ba bạn này mất á, em tới nhà đầu tiên á là không phải. Cả lớp hẹn nhau là tới nhà bạn này. Tại vì em gần quá nên em đến sớm. Đúng rồi, nên bạn thấy em một tiên. Sự hiểu lầm do là ba xui khiến. Dạ. Nên chắc là ba duyên cái duyên đó. Em thì là không ấn tượng gì về ảnh. Kiểu là em không thích luôn á. Ý là em cứ hay ngồi với mấy bạn á, cái em nói hả trời, ai mà quen được cái thằng này chắc chết. Đào qua rồi này kia khổ dài. Đó, lớp 10 mà đã đào qua rồi đó. Dạ. Ghét của nào trời cho đấy. Ghét của nào trời cho. Chị hỏi em dày không đào qua sao được, vừa là có chức có quyền. Da lúc đó chắc cũng trắng trẻo như bây giờ đúng không? Đó, mà cái mặt cũng đã ổng tươi. Ăn nói thì hoạt bát. Đó, cái đó là dễ. Không đào qua đúng không cưng? Dạ. Khi nào thì em mới bắt đầu em tỏ tình với cô này? Lúc mà bắt đầu có ấn tượng rồi và có một chút là tình cảm rồi, thì trong lớp của em thì mấy bạn trai cũng để ý bạn này. Cá mà phải cua được bạn đó, coi như thể hiện bản lĩnh đàn ông mà. Có cá độ đàng hoàng, phải cua được cái bạn này. Tức là trong em, một cái thời gian đó em cá độ trong một cái nhóm bạn trai của em cùng để ý bạn này đúng không? Rồi. Giờ đứa nào cua được là đứa đó chiến thắng, đúng không? Rồi sao em cua làm sao? Cua lúc đầu thất bại. Chứ cuối đó là hẹn bạn vào một dịp Noel đi cùng với đám bạn luôn, có bạn gái bạn trai đàng hoàng, nhưng mà em thống nhất là lát nữa là tách ra để cho mình em đi với bạn thôi. Có thành công hôm nay đó thì thành công, tại vì mấy bạn kia bắt đầu là đi rồi thì em còn mình với bạn này thôi. Thì em tâm sự được nhiều thứ, nói chuyện nhiều thứ về ba, về gia đình, về mẹ, về mọi thứ nữa. Nên là lúc đầu thì bạn này bắt đầu có tình cảm với em, hiểu em hơn. Lúc đó thì cho nắm tay thì em biết là đã mở lòng mình rồi. Cái đêm hôm đó khi mà tất cả mọi người đi hết rồi chỉ còn em với bạn này thôi,
thì thực sự trong lòng em đó đã thích bạn này chưa? Dạ lúc đó thì chắc là em cũng chưa thích đó chị. Chị biết sao? Tại vì em á lại phát hiện ra là có một bạn nam chơi chung với chồng em lúc đó thì đó. Kêu em á là nói là chồng em á nói là con nhỏ này nó chảnh quá nên cua bỏ, cua cho cua bỏ ghét, xong, bỏ ghét, bỏ đi cho bỏ ghét. Xong mà em mới tức với em nói là hả? Ủa nếu mà vậy thì để coi ai bỏ ai thì em mới chấp nhận em đi chơi. À là em cua lại rồi tôi bỏ ông cho ông dạ, cái nào là lễ độ đúng không? Đó, trong cái đêm Noel xảy ra một câu chuyện đó. Rồi. Thì nhưng mà thực sự ra thì đi Noel đó thì thấy chồng em thì nói chuyện á, thấy cũng thật lòng. Thì thấy cũng thật lòng thì nắm tay em thì em cũng cho nắm tay. Đúng không? Đầu tiên của tụi em là em còn nhớ chính xác luôn là 14 tháng 2 ngày Valentine 2004. À, hôm đó là tụi em cũng có hẹn nhau đi chơi đồ bình thường. Về á, trước khi mà bạn vào nhà đó thì em xin hôn, xin hôn một cái. Lúc đó thì bạn im lặng, mà con gái thì im lặng là đồng ý mà, mình phải tấn công mạnh vô. À, lúc đó thì em hôn má, nhưng mà cái tình yêu đó em lúc đó là gà bông mới đẹp lắm, nên là lúc mà hôn má xong là về coi như là chằn chọc nguyên đêm, quay qua quay lại quay tới quay lui, nó cứ cái hình ảnh nó cứ tưởng tượng trong đầu mình chạy chạy chậm giống như phim vậy đó. Lúc đó em cũng khó ngủ, hai đứa chằn qua chằn lại luôn, coi như lúc đó hôn má xong là coi như là đã chấp nhận làm bạn gái em rồi, là phải tấn công nữa, tăng level lên. Cá độ cũng là do cá độ, cuộc tình cá độ. Cá độ sao? Là tại vì mấy bạn trong lớp thì cũng biết là hai đứa em là cũng thích nhau vậy á. Xong rồi cá độ kêu á là giờ hai đứa hôn môi khoảng một phút cá 20 bịch bánh tráng với 50 ngàn. 20 bịch bánh tráng dạ là bao cho cả lớp á. Mới đầu rồi cũng lượng lự, cái mấy bạn kia thì nói là kệ đâu có sao đâu, giờ mình ra giờ ra chơi mình đóng cửa lại hết rồi cả lớp mình ai cũng biết mà đâu có ai biết đâu. Ừ, chơi luôn không sợ gì hết. Tại vì cái thời đó giống như thời trẻ trâu. Dạ 20 bịch bánh tráng, thế là hai đứa cũng hôn nhưng không mà làm bộ những cũng che cái ấy á. Vậy là bữa hôn đó mình thắng cuộc gì này chị? Bữa đó là mình thắng cuộc đúng không? Thắng cuộc. Trong lúc yêu yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ không? Kỷ niệm chắc là lúc đó là buồn á, tụi em kiểu như muốn chia tay luôn á. Tụi em học xong 12 đúng không, thì bạn này đi lên Sài Gòn để học, còn em á thì ở lại Biên Hòa. Giống như chồng em á là đi ca hát đồ này kia thì cũng hoạt động ở trên Sài Gòn á, thì cũng trẻ tính nào hoa mà em không biết em có cảm giao cách cảm giao cách cảm giác quan cách sao. Dạ đúng rồi, cứ hỏi mà em chỉ cần á em nhìn là em thấy bạn này hơi có chút thay đổi thôi là em sẽ biết liền. Cái là cái hôm đó là bạn về bạn tới nhà em chơi thì cũng có giận giận hờn vậy đó. Cái bạn đó bạn lên Sài Gòn thì lúc đó cũng 10 giờ rồi, 10 giờ đêm á, tự nhiên có cái bạn của em gọi cho em nói là ừ gặp bồn gì ở trên siêu thị gì đó ở Biên Hòa. Em lúc đó em cũng dữ lắm, em chạy đi, em lấy xe cái em rủ một đứa bạn nữa cái đi, mà em không biết là nó nói là ở siêu thị thôi thì mình đâu biết là ở siêu thị nào. Sao tự nhiên em nói là thôi giờ lên bờ kè, lên đó thì gặp bạn này với một bạn gái nữa đang đứng. Em kêu á là bạn ơi cho mình nói chuyện với anh này tí, là mình á là đã quen với bạn này á là đã 4 năm rồi, bạn này còn lừa dối mình vậy, anh này không nói gì hết. Cái em tát cho anh một cái nổ luôn đớm mắt. Còn ấn tượng tới giờ luôn. Giờ suy nghĩ tới cái tổn tượng lúc đó em tát cho một cái, cái em nói á là giống như em nói kiểu dối trá vậy đó. Cái em bỏ em đi. Em đi thì không biết hai người đi đâu thì em không biết. Em cũng đang suy nghĩ là không biết hai người này có về không hay là đi tiếp không biết. Rồi sao đêm đó, sau đó là đi đâu? Dạ, sao đi về anh? Lúc đó đâu còn cảm xúc gì nữa, đi về. Nhưng mà có cái là em suy nghĩ là ngày xưa thì em nghe là phụ nữ có giác quan thứ 6 là cái sự ghen là họ cảm nhận được. Nhưng mà cái bạn này có một cái vợ em có ghen một cái phải trình độ mình gọi là phi thường á, nó vượt rất đẳng cấp. Tại vì nó là giác quan thứ 7 luôn á. Thứ 7 tại vì nó không có một cái gọi là manh mối gì hết á để mà bạn biết mà vẫn tìm được. Mà vẫn tìm được, có nghĩa là chắc là gặp ai đó nói. Nhưng mà lúc đó tụi em cũng giờ địa điểm từ siêu thị qua bên bờ kè rồi mà em cũng tính toán chi tiết hết rồi mà. Mà đón đầu bờ kè luôn. Mà quay qua một phát thấy là cái em phải nói là nó là đứng hình. Nhưng mà cái người đó là cái người mà em mới quen hay là quen bắt cá hai tay lâu rồi? Cái đó cũng gọi là mới quen rồi, là say nắng giống như là say nắng chút đỉnh đó chị. Ngày xưa gọi là trẻ trâu á chị, gặp ai thích đó như là thích phục bản lĩnh. Kể từ lần bắt gặp đó cho tới bây giờ có lần nào em bắt gặp nữa không? Lúc em sinh em bé rồi, tụi em cưới nhau rồi, dạng như là cái phụ nữ sau khi sinh á thì mình người ngợm đồ mập mạp rồi sữa ho ấy đồ, thì chắc là lúc đó thì có điện thoại rồi.
thì chồng em á thì như vậy, như đi lên thì tám tám nói chuyện rồi nhiều lắm, nói chuyện nhiều cô lắm, nhưng mà em nghi cô nào là đúng cô đó. Em biết cái nick Facebook của chồng em mà, cái em tự vô bằng cái điện thoại của em, thì lúc đó chồng em đang đi làm rồi mà em vô em nhắn tin cho cô đó luôn, cô đó cũng nhắn lại, thì cứ tưởng là chồng em nhắn là giải danh là chồng em vậy á. Cái tí này em thấy chồng em bay vô nhắn luôn, mà em cũng không biết là ủa lý do tại sao mà lại em đang sử dụng cái nick đó mà lại chồng em cũng nhắn được luôn. Ghê không? Ghê. Vì sao dám làm bậy đó? Không, em cũng không có hiểu là tại sao mà làm được như vậy luôn. Có nghĩa là lần nào là trúng lần đó, mà gần như tuyệt đối 100% chứ không có 99 nữa. Có nghĩa là ngày xưa thì là cái thiết bị Facebook thì cho cập nhật cả máy tính và điện thoại. Nên là hôm đó là cả em với lại vợ em đều chat chung với bạn đó hết. Cùng một lúc ba người nói chuyện với nhau. Nhưng mà em nể phục mà sao em quen không? Em không có biết là vợ em đang nhắn hả? Đâu, em biết chứ. Ồ vậy hả? Em vẫn biết bình thường, có nghĩa là coi như lúc đó thì em cảm thấy rối rồi, vừa rối và vừa ấy thôi. Mình nhắn tin theo mà luôn. Bây giờ mình im luôn là chết. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là coi như là leo lỡ rồi, coi như là nhắn luôn. Em theo luôn anh. Nhưng mà sau đó là về có làm cho một trận không? Dạ có. Em nói là từ nay á anh đừng để em phát hiện ra điều gì nữa. Nếu mà vậy á thì anh đừng có trách em. Đó, em chỉ nói nhỏ nhẹ nhàng vậy thôi, đừng để em phát hiện, phải tự nói. Nhưng mà kể từ đó là chắc không dám nữa đúng không? Đúng rồi. Cái giác quan mà ghê quá đúng không? Kể từ đó thì cái em suy nghĩ lại cũng nhiều, thì mình làm sai cũng nhiều đó. Cái tính đàn ông mình cho đàn ông được quyền làm như thế nó cũng sai, nên là em thay đổi nhiều hơn. Không ơi, là do giác quan mà dữ quá. Đúng rồi. Mình mới ơn. Đúng rồi. Ơn thiệt. Ơn thiệt. Rồi các em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Tụi em yêu nhau là tính 2003 cho tới 2011 tụi em cưới. 8 năm. Dạ. Bây giờ ở với nhau mấy năm? 8 không, năm. Đâu, hơn dạ, chứ. Cũng 9 năm. Ở với nhau trong mấy năm trời là vợ chồng. Anh ấy có tật xấu nhiều không? Có. Là đi chơi với bạn bè, nhất là đi nhậu, rất là hết mình. Tới tàn cuộc mới về. Em thì em dễ lắm. Muốn đi chơi thì đi, làm cực khổ mà. Tại vì mẹ con ở nhà thì làm nuôi á. Đi chơi thì lâu lâu đi với bạn bè ăn nhậu thì tí cũng được. Mà em canh cái tới 10 giờ, cái em nhắn tin nhẹ nhàng lắm. Em hỏi là 10 giờ rồi anh về chưa? Anh gần về rồi. Cả tiếng đồng hồ, em chưa thấy về đâu. Cái em nhắn lại nữa, gần sắp tới nhà rồi em. Cái cũng không thấy đâu hết. Cái tới chừng mà cái tin cuối cùng á là em nhắn á là khuya rồi về cho em ngủ. Đó là chút phía khoảng 15 phút sau là về tới nhà. Có nghĩa là nhậu lầy. Vì bạn. Không, cái này phải gọi là bá tánh. Dạ đúng. Đó, chứ không phải nhậu lầy, bá tánh quá. Chờ bá tánh giãn. Ừ, đi đó về. Bá tánh. Còn gì nữa nè, tiếp nè. Ở nhà nè. Đi làm á thì rất là đẹp trai. Đó, đi làm cũng mặc vest đồ rồi hả. Nhà em có 3 cái kiến ở trong phòng. Ha, là soi từ trong phòng. Cái tới cái phòng khách cái cũng có kiến bự vậy là soi. Đứng soi. Mà thậm chí cái cửa sổ cũng soi nữa. Nó đi làm mà đi chơi với em á, đi với con đồ ăn uống đồ á, mà còn đùi áo thun vậy. Kêu thay cái quần sọ không thay. Thôi đi chơi chút xíu rồi về chứ có gì đâu. Trời ơi em nói hả, đi thay giùm đi. Đi với em thì em ngắm thì cũng phải đẹp đẹp tí để cho em ngắm chứ. Chứ không lẽ đi toàn là mặc đồ đẹp cho người khác ngắm không mà còn xê, em vợ không được quyền ngắm. Đúng rồi. Rồi mấy người kia nói em á là ủa mắc gì tự nhiên kêu chồng sửa soạn chi để cho gái theo. Coi như là xê xòa với vợ. Dạ, đó. Đúng. Đó, rồi tiếp theo có gì nè? Dạ, trời ơi coi đó banh. Hồi xưa á, lúc mà còn quen á thì em á thì nói chung là em không thích đá banh lắm. Cái xong rồi cái rủ em đi coi đá banh thì thời mà em u đá, thế là coi đá nửa đêm không mà. Cái em vô em ngồi thì em không thích, em coi cái tí thôi cái chạy qua chạy lại cái em chóng mặt cái kiểu buồn ngủ á, cái em ngủ gục. Quay qua hỏi em á là coi đá hay không, cái em cũng nói ừ hay. Tới giờ á là cưới nhau rồi em đâu có thèm coi đâu. Con á thì bắt tivi á lớn tí, bắt nhỏ lại cho ba làm việc. Đó, tới chừng mà mình coi đá banh á thì hả bắt hết ra luôn. Cái con á lại cái đi vô với mẹ mày đi. Đó, là kêu bắt em giữ. Ích kỷ nhỏ nhen. Bởi vậy. Con sùng sở thích cá nhân. Ừ, đó. Đúng. Rồi bây giờ em mong muốn ổng thay đổi cái gì nè? Em á thì em mong muốn á là nhất là cái mà nhậu á hạn chế lại bớt, xã giao thì uống chút ít rồi mình về để giữ gìn sức khỏe để còn lo cho vợ con. Những cho tuổi trẻ thì còn sức thì còn ấy chứ còn giờ lớn rồi. Cái này bây giờ đi nhậu á là phải đi bằng taxi hoặc đi bằng Grab. Mà mỗi lần vậy vừa tốn tiền nhậu vừa tốn tiền như là phí như vận chuyển nữa. Dạ. Đó, mà đi mà mình lái xe là coi chừng bị công an phạt, hồi chưa kể là bị té xe. Rất là nguy hiểm. Đó, bây giờ đó là mong muốn thay đổi điều đó thôi đúng không? Dạ, mong muốn đó là mong muốn lớn nhất của em. Rồi giờ đó tới anh đó anh MC. Vợ anh có thật xấu gì không?
Vợ em chỉ có đôi lúc mà nóng tính á, nóng tính lên thì đôi lúc không có kiềm chế được. Mà trước đây thì ghê lắm nha, lúc mà còn mới yêu á thì kinh khủng lắm. Nhưng mà lúc mà càng về sau thì sao có con á, dạ em bớt, cũng bớt dần được cái tính đó. Nhưng mà nếu mà bớt dần được nữa thì hay hơn. Có một chút gì đó quan tâm em chút xíu. Tại vì lúc mà trước đây còn làm du lịch với sự kiện thì hai nghề đó lúc nào cũng đi á chị. Có khi em trước đây em cày ghê lắm, có khi là 20 tiếng trên 24 tiếng luôn. Em còn vừa dạy tiếng Anh, nói chung em cày ghê lắm. À, lúc mà về thì thấy vợ con ngủ rồi thì mình nhìn vô đó thì mình cũng cảm thấy vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc, cái động lực của mình. Nhưng mà nếu mà vợ mà quan tâm mình một xíu á, dù hỏi anh ăn cơm chưa hay là gì, thì cái cuộc sống gia đình nó sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Nó sẽ vui hơn, đúng không? À, ngày xưa thì tính em chăn hoa nhưng mà giờ hầu như là bỏ, hầu như là bỏ được hết rồi. Em không có nói nhiều về tật xấu của em, nhưng mà em nói luôn cái mong muốn vợ mình thay đổi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Quan tâm em nhiều hơn. Đúng rồi. Em cũng quan tâm. Còn vợ em có nhiều khi mà vợ em bực em, giận lên, hay vợ em có nói thẳng cho em biết không hay là để trong lòng? Hầu như là nói thẳng hết. Cái đó là một trong những cái hay nữa. Tại vì nếu mà bức bối trong lòng lâu quá thì sau này nó sẽ nổ bùng ra thì rất là đó là mệt. Vợ em. Ở trường hợp của tụi em á, chị có cảm giác vậy nè. Tụi em mới có ba mấy tuổi thôi, nhưng mà tụi em sống ở bên nhau gần nửa cuộc đời rồi. Dạ đúng rồi. Thành ra nó thành giống như là một thói quen. Với vợ, em nghe chồng em bữa nay nói cái đó, em có cảm thấy mình hơi bị giật mình trở lại không? Dạ, mình hơi bị giật mình trở lại đúng không? Em cứ nghĩ rằng là ổng quá hiểu là mình thương ổng như thế nào. Ổng quá hiểu là mình lo cho ổng sao giờ mình chỉ có ở nhà rồi mình lo cho chồng, lo cho con thôi thì ổng thừa hiểu rồi. Em hành động thôi mà nhiều khi em quên đi cái lời nói. Đó, cho nên là em cũng lưu ý cái này một chút xíu. Đó, còn những cái gì mà vợ em nói thì vì em nhiều cảm xúc mà em thừa hiểu là vợ em cần ở em cái điều gì rồi. Dạ. Đó, rồi, về thay đổi nha. Dạ. Mình lợi chứ không ai lợi hết trơn. Dạ. Mình lời, ông không có lợi. Có nhiêu là dốc hết ruột gan đưa hết cho vợ luôn á. Ông khoái nữa đúng không? Sao thật nhiều cảm xúc cũng càng khoái đó. Nữa. Nha. Nghe bé yêu. Cứ như thế nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Cảm ơn hai rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi.